Đây là một chiếc Rolex 116233, mặt bạc cọc kim cương, đờ mi vàng vàng và có kèm theo một chiếc nhẫn đờ mi vàng hồng Rolex. Đây là sự so sánh hai màu nha. Khi quý khách thích đồng bộ thì mình sẽ đặt chiếc nhẫn màu vàng vàng chung với chiếc đồng hồ vàng vàng, hoặc quý khách thích chiếc đồng hồ vàng hồng Rolex thì làm chiếc nhẫn Rolex luôn cũng được, tùy theo nhu cầu của quý khách. Đây, ví dụ như chiếc đồng hồ này là màu vàng vàng, đờ mi vàng vàng, và chiếc nhẫn này là đờ mi vàng vàng. Do Kỳ Lan không đeo rồi bởi vì chiếc nhẫn này chưa gắn hột kim cương chủ. Mình có thể gắn hột là 5.4, 6.3, 7.2, tùy theo nhu cầu của mình. Chiếc này gắn hột rồi. Và Kỳ Lan sẽ làm chiếc nhẫn này theo tất cả đi tay, sai tay của tất cả mọi người, tất cả các cách, chỉ cần Kỳ Lan đo, sai tay và Kỳ Lan thực hiện y như bon.